Vâng, hàng vừa cập bến thì tôi bóc thùng và tôi giới thiệu luôn các bác. Đây là 5 đôi loa tay của B&B. Tôi vừa lấy về chiều nay tôi bóc thùng mở cho các bác xem luôn. Tôi xin nhắc giá luôn là một đôi loa tay, loa lời, loa toàn giải này tôi bán giá 2,2 triệu đồng. Loa xịn chính hãng của Nhật, hàng zin 100%. Không có chuyện cuốn lại hoặc là thay gân gì cả. 5 đôi loa lời, loa tay, loa toàn giải của B&B. Bán 2,2 triệu một đôi. Đây tôi đã mở sẵn một đôi ra, một cái loa ra cho bác xem đây. Đây trong cấu tạo một loa. Đây một loa mặt tiền nó như thế này. Gồm có loa kích thước 12cm. Trên loa có lỗ thông hơi. Kích thước của loa đây là loa toàn giải, loa lời, loa tay. Lỗ thông hơi và một loa toàn giải 12cm. Loa này thì nó mở đằng sau. Ốc vặn đằng sau. Đây tôi đã vặn ốc đây. Đây. Made in Japan này. 50W 8 ohm. Cái củ này 50W. Nhưng mà do cái phân tần này này, trong phân tần nó sẽ điều chỉnh công suất của loa từ thấp lên cao. Thì tôi quay thông số kỹ thuật đằng sau cho bác xem. Và tên model của cái loa lời, loa tay, loa toàn giải B&B này, sản xuất tại Nhật Bản này. Mã là 15V. Công suất 8 ohm. Công suất 200W, trở kháng 8 ohm. Tần số loa từ 70 đến 2000Hz. Có nghĩa là nó dao động từ thấp lên cao, tầm từ 10 đến 200W. Thì trên loa thì nó chỉ ghi là 50W thôi. Nhưng bởi vì nó có phân tần nên nó sẽ thay đổi được công suất của loa. Đây. Loa này thì nó dùng cái nút gài. Cái gài của loa và phân tần. Đây. Đây là mặt ngoài phân tần này, còn phần trong thì nó sẽ có cuộn dây đồng. Đây các bác nhìn cái chỗ trắng trắng kìa, nó là trở đấy, điện trở. Đây cái này là trở này. Cái trắng này là điện trở dài một đoạn này. Phân tần nó nằm ở bên trong, nếu mà muốn mở ra thì phải xoay cả cái ốc này ra mới ra cái bàn mạch, như tôi không xoay đâu. Đây tôi mở qua cho các bác xem thôi. 2,2 triệu đồng một đôi. Đây tôi nhấc cái củ loa cho bác xem, tôi đã tháo ốc sẵn rồi. Đây củ loa đây. Đây. Loa này không phải thay gân. Bởi vì gân cao su này nó vẫn còn tốt này. Gân này nó không bị mục. Đây các bác sờ này. Đây gân vẫn còn zin của nó nhá. Vẫn còn bụi bẩn này. Hai dâu. Bởi vì những cái loa này nó sản xuất không quá lâu nên là gân nó không bị mục. Còn loa nó sản xuất quá lâu nó sẽ bị mục. Gân không phải thay. 5 đôi như một. 2,2 triệu một đôi. Đấy củ loa đây các bạn. Đây, cứ đặt xuống. Japan. Phần tần bên trong. Đây thông số kỹ thuật đằng sau loa ghi 8 ohm 200W sản xuất tại Nhật Bản. 5 đôi. 2,2 triệu một đôi. Nhưng mà to nhỉ. Loa này đã dùng để treo tường, để làm loa lời, loa phát thanh, lấy lời, lấy tép ở trong nhà thờ hoặc là trường học hoặc bệnh viện ở bên Nhật Bản họ dùng. Các đôi loa này thì nó có nhiều tép và âm chung, âm lời để nghe nhạc. Thì thích hợp cho các bác dùng với lại bộ dàn nghe nhạc
hoặc là bộ dàn karaoke hoặc là bộ dàn xem phim, nghĩa là mục đích lấy lời hát, lời tép, vì nó loa toàn giải nên nó không thiên về bát đâu. Nhưng mà đặc thù nếu mà bác nào nghe nhẹ nhàng ấy, nghe một mình nó đã rất hay rồi, để tôi ghép nguyên nó với âm ly. Còn khi các bác dùng hát karaoke ấy, bởi vì công suất của âm ly karaoke nó rất lớn nên mình muốn an toàn cho đôi loa, bác phải đấu nối tiếp, nghĩa nối tiếp cái loa này, có cái lẫy loa này nối tiếp vào cái loa chính của karaoke, chứ không nên đấu trực tiếp vào âm ly karaoke, bởi vì khi hát các bác đều vặn rất to nên rất dễ cháy loa. Nên khi dùng thì mình tùy theo mục đích mình phải biết sử dụng, chứ không thì nó hỏng mất đồ. Nếu mà trường hợp các bác chỉ nghe nhạc đơn giản ấy, thì một đôi này các bác có thể nghe nhạc được rồi. Bởi vì nghe nhạc thì không ai mở to hết cỡ cả, nghe mức vừa phải thì nó rất là hay rồi. Có nghĩa tùy theo mục đích các bác dùng. Nghe nhạc thì đấu trực tiếp vào âm ly, còn khi hát karaoke thì đấu nối tiếp vào cái loa karaoke nhà các bác. Còn xem phim thì nó là loa trung tâm, coi nó là loa trung tâm, đấu vào cọc loa trung tâm của âm ly. Tôi xin nhắc lại, bán giá 2,2 triệu đồng, hàng ship đi toàn quốc, hàng Z 100% từ cổ loa đến gân loa. Đôi loa nào cũng có chuyện xước sát nhưng bị không bị móp méo. Đặc thù là xước sát không thể tránh khỏi, bởi vì các bác phải hiểu đây là hàng bãi, hàng thải của người ta. Nhưng mà chất lượng còn cực kỳ tốt, có cái là xước sát thì không tránh khỏi, bởi vì nó không bao giờ đóng thùng xốp từng đôi về cho các bác dùng đâu. Mà nó nhặt về đây chứ không phải là... Nên chuyện xước sát đi dọc đường là không thể tránh khỏi. Đây tôi đặt cạnh một cái đôi loa Bose chính hãng của Mỹ đây. Đây loa Bose này thì nó bé hơn một xíu. Loa Bose tôi bán giá 3,6 triệu đồng, hàng Mỹ. Còn đôi loa thì để giá mềm 2,2 triệu cho các bác dễ mua. Hàng ship đi toàn quốc, các bác có thể đặt cọc tôi 1 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Các bác không đến được tận nơi thì Viettel mang hàng đến tận nơi cho các bác, thì các bác phải chịu phí vận chuyển, bởi vì không đi được thì là không tốn tiền đi lại, thì các bác phải chịu phí vận chuyển là đương nhiên thôi. Cái điều hỏi nên bác nào đừng hỏi là có bao ship không, đừng có hỏi câu đấy làm gì cho nó tốn thời gian các bác. Bởi vì tôi đã giải thích cho các bác là các bác không đến được nơi thì phần theo nó mang đến là các bác phải thanh toán tiền vận chuyển là quá hợp lý cho các bác. Nghe thế là các bác quá là ok, hiểu vấn đề bao ship hay không bao ship, thì các bác đi đến nơi là các bác mất tiền đi lại. Vâng, xin cảm ơn. Tôi mở to các bác nghe. Đây ai nêu nhân gian, em du nhân nghĩa sống lên muôn đời thắm hoa tươi hết đau sầu trong nhân thế, du trọn tình quê biết rằng người